sự hợp tác của tất cả các chị ở phía trước sân khấu, tuân theo sự điều khiển của team bảo vệ. Một lần nữa rất mong sự hợp tác của tất cả các chị, ai rồi cũng sẽ được lên sân khấu chụp hình. Phần setup của sân khấu chúng ta có giới hạn, cho nên là để đảm bảo an toàn, tất cả các chị chúng ta từ từ ạ.